cô gái bất ngờ bị giật điện thoại giữa đường. Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ cướp xảy ra tại khu vực giáo xứ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 19 giờ 50 phút tối ngày 18 tháng 2. Cụ thể, theo những gì camera an ninh nhà dân khu vực gần đó ghi lại, có thể thấy một cô gái đang ngồi trên xe máy trước cửa hàng và sử dụng điện thoại thì có hai thanh niên đi qua. Hai người này di chuyển xe máy đến sau lưng cô gái và lặng lẽ quan sát, chờ đến thời điểm thích hợp. Người ngồi sau xe bất ngờ giật lấy điện thoại của cô gái và cùng đồng bọn đã chờ sẵn nhanh chóng tẩu thoát. Ngay khi cô gái phát giác ra vụ việc và hô hoán thì hai tên cướp đã bỏ chạy. Đoạn video một lần nữa nhắc nhở nhiều người nâng cao cảnh giác với tài sản cá nhân khi ở ngoài đường phố, vừa tránh gây thiệt hại về tài sản, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình.